À, ok, chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi doanh trại nhá. Và mình sẽ cho con đệ tử của mình kéo, con đệ tử Masenko cấp 7. Ok, mình sẽ vào doanh trại đã. Và miễn phí này. Đó. Ok. Có đệ tử đâu? Mình cho đệ tử về nhà rồi. Ok, vào lại nào. À, vào lại này, mình sẽ bị giảm mất tiềm năng đi. Mà không sao. Nói chung là dạo này cũng khó khăn, nhưng em có kiểu như là dịch chuyển theo mình ý. Xong rồi khoe đệ tử Kame các kiểu. Đậu phộng nhìn mà thấy tức. Không sao, Masenko cũng chơi hết đúng không? Cho anh em thấy sức mạnh của Masenko này. Tấn công. Thôi bảo vệ, à thôi tấn công đi. Đấy. Đâu ấy? Đùa. Mình lại cho nó về nhà rồi. Thế lại nào. Nó còn có 45k tiềm năng thôi. Chứ hôm nay đang có sự kiện X2 nên là tiềm năng nó tăng rất là nhiều. Đó. Vàng cũng bị giảm theo kìa. Masenko. Ok, hiện tại là mình đang có một cái bùa đệ tử với một cái bùa trí tuệ nhá. Nên là tiềm năng của mình nó nhảy lên tận 60.000. Và chắc qua bên này cũng tầm 200.000 đấy. 200.000 đấy, mình đoán chuẩn chưa? Nhưng mà ở bên trường thành 1 thì mình đang nhập à, mình chạy ra chạy vào nên nó bị giảm. Ok, bên trường thành này nó khác bọt hẳn rồi. Tí là mình sẽ mặc xét phản sát thương vào. Trước xét sự đánh thì nó hơi khó. Xét phản mình hình như mình để nhà đúng không? Có tí lại phải bay về nhà lấy. Đợi mình lấy hết hết quái mình sẽ bay về nhà nhé. Để mình lấy xét phản, chứ bay về giữa chừng là nó lại như vừa nãy đấy. Nó sẽ bị giảm tiềm năng xuống từ 200.000 xuống còn có 60.000. Đi nó không bỏ. Ok. À, đồ của đệ tử của mình thì là anh em thấy chưa? Mình tính toán là dùng đệ tử Namek là rất là hợp lý rồi. Bởi vì là mình có một cái set sức đánh của Nick Bluto Kick ngày trước mình dùng ấy. Còn bây giờ mình không dùng nữa, mình chơi HP nên là mình chuyển đồ sức đánh qua Nick này. Đó. Đây là cái lý do mình chọn đệ tử Namek. Nếu mà mình giữ nguyên đệ tử trái đất như ban đầu ấy thì mình sẽ phải là mất tiền để mua thêm đồ 6 sao nữa. Mà bây giờ mình đang có đồ 6 sao của Namek rồi. Nên là mình dùng con đệ tử Namek cũng được. Ok. Về lấy đồ phản sát thương đi. Đi cho dễ. Cái gì đây ta? Găng này, xét phản là xét phản 75% nhá. Cái xét phản này là mình dùng để săn đệ tử đấy. Ok. Mặc xét phản vào này. 75% này là quá là easy rồi. Ok. Mình sẽ bay trở lại nhá. Nhưng mà có đồ phản thì mình đi rất là dễ đòi, đánh chung với trắng ấy. Đánh chung với trắng có đồ phản thì tuyệt vời rồi. Ok. À, hiện tại là mình đệ tử có skin 2 thì nó đánh được mấy con bên trên ấy. Đánh mấy con bên... Ủa, 400.000 tiềm năng á. Sao nãy chỉ có 200.000 nhỉ? À, mình tháo găng ra nó còn có 200 à, nó lên tận 400.000 nữa. Chắc là nó theo sự đánh mình quá. 400.000 này cũng thấy là vui rồi. Ok, cho đệ tử bảo vệ đi. Chạy nào. Rồi, nhà đánh nốt con mấy con Bulon. Ôi, đánh chung ý. Mày nghĩ mày là ai? Từ từ. Chắc là mình phải đánh mấy con bên trên này xong tí mình hợp thể và xong biến khỉ lên. Ở kia. Đấm quái chứ. Đó, phải thế. Ok. Hợp thể vào nào. Biến khỉ lên. Để xem nào. À, mình xem thử sức đánh. À, thôi. Bây giờ chưa xem được. Bây giờ mình mà xem là nó reset lại HP là hơi mệt đấy. Làm sao cơ? Làm sao cơ? Làm sao cơ? Mày này. Mày bao nhiêu máu? 30.000 máu à? Này, ok. À, mình tách à, để xem tháo giáp ra mình được bao nhiêu sức đánh nhá. Đấy, đầy hành trang rồi. Kệ đi, ngọc rồng 5 sao chắc mình chả nhặt làm gì đâu. Và vật. Cái này là mình đi không phải để lấy ngọc rồng. Mình đi là để là lấy tiềm năng sức mạnh thôi. Chứ ngọc rồng thì mình chả cần. Nhưng mà đi để lấy ngọc rồng thì mình đi một ngày phải
mấy chục nick cơ, chứ cái này thì mình đi lấy tầm năng thôi. Thì mình đang muốn là đến Noel thì kênh mình lên 100.000 người đăng ký. Mình không biết cái liệu mình có thực hiện được không. Thì cũng rất mong em giúp đỡ mình bằng cách là ấn nút đăng ký kênh giúp mình. Hiện tại là mình được 98.000 người đăng ký rồi. Đang cố gắng là trước Noel mình phải được. Mà giờ cũng sắp đến Noel rồi con, đúng không? Đúng. Mai là Noel rồi. Chắc là mình không làm được đâu quá. Ok. Mình để tốc độ chậm một tí không sợ nó lag ấy. Để tốc độ cao quá mình sợ hơi lag, nghe xem hơi hơi khó. Là mình để tốc độ chậm thôi. Nghe cái mảnh đá vụn này không bỏ ra được à? Nên trước mình mở cái hộp quà ra có Savale nên là hơi chật hành trang. Tí mình đi vứt cho thằng nào đi. Đi giao dịch qua làng giao dịch thằng nào lấy thì lấy. Ok. Nhưng mà cho đệ tử kéo hết. Mình chả việc gì, mình không phải động động chân động tay gì cả. Vẫn chưa hết khỉ kìa. Tí đến chung với xanh lơ là mình phải có mình phải chắc mình phải hợp thể thôi. Chung với xanh lơ nó đánh hơi sót đấy. Nhân đập đệ tử của mình thì sấp mặt rồi. Thôi sợ vừa vừa qua đi hết khỉ đấy nào. Nhưng vừa qua map hết khỉ thì mình hơi yếu đấy. Không sao, con đệ tử của mình nó lo hết rồi. Mình chả phải việc phải làm gì cả. Trưởng hai phát một con. Easy doanh trại. Em thấy chưa? Đâu cần phải Kame đúng không? Masenko cũng thể hiện được đẳng cấp rồi. Nào. Anh ơi, anh ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Ủa xong. Sao thằng này nó trâu đấy nhở? Mình phải dụ nó qua đâu đi. Dụ qua bên này. Kia kia kia, một máu. Nó còn một máu anh em ạ. Ok, Ursid đã chết. Mà làm sao mà chết được đúng không? Mình là người có đậu mà. Đậu mình đang dùng đậu 8 nhá. Đậu 8 với đậu 9. Đậu 8 với đậu 9 thì úp nó dễ hơn. Bởi vì là nó kéo dài thể lực mình hơn ấy. Bình thường là đậu 8, đậu 9 mình 5 phút búp một lần. Còn đậu 5 chỉ là 2 phút thôi. Là có đậu 8, đậu 9 úp nó dễ hơn. Tấn công đi. Bây giờ có trưởng rồi thì đánh con trung úy thép nó dễ. Bởi vì là con trung úy thép là chỉ có trưởng được thôi, chứ không có đấm được. Ok. Hết chưa ta? À bên này vẫn vẫn còn này. Đó. Ok. Tầng 1. Hôm nay mình sẽ thử win tầng 4 nha. Mặc dù là mình chưa có khiên. À, mình đang học khiên anh ạ. Chắc là mấy bữa nữa mình nạp tiền vào học mà skin full 7 luôn. Hehehe. Nhưng mà bên điều kiện mình nó đỡ thiếu thốn hơn rồi. Đó. Làm sao cơ? Nó có 50.000 máu. Rồi nó chết luôn rồi. Ok, tách ra nào. À mình cũng sắp lên 1 tỷ năm ấy nhỉ. Lên 1 tỷ năm thì mình sẽ mặc cái găng lưỡng long cho nguyên một set sức đánh luôn. Tuyệt vời. Hồi nãy mình đi mới chỉ mất có 8 phút thôi nhỉ. Cũng khá là nhanh đấy. 8 phút là thời gian trung bình rồi. Bình thường một nick win doanh trại thì win cũng tầm 6 đến 7 phút. Ok. Mình thì mình tiềm năng mình không phải là sơ cấp 1 nên là đi nó không không được nhanh như kiểu Nick Chin. Nick Chin mà đi nhanh lắm. Nick Chin có 300 sinh lý gốc rồi, đi cực kỳ nhanh luôn. À được nhỉ. Mình phải đợi nó phân thân xong mình mới hợp thể. Ngu quá anh ạ. Để xem nào bao nhiêu máu. Nếu mà nó 100.000 máu thì mình nổ luôn ấy. 130.000 máu đúng không? Ok, chết, đợi đợi đánh một phát. Bây giờ thì mày chết chắc rồi nha. Chết chưa? Biết ngay mà. Nhưng mà nổ, sát thương của nổ nó sẽ bằng một nửa máu của mình. Nên là mình nổ 260.000 máu, mình nổ được 130.000. Không cho nó không kịp phân thân luôn. Bây giờ nó mà phân thân ra thì hơi mệt đấy. Ok.
Hay mình đợi hồi khỉ nhỉ? Có nên đợi hồi khỉ không ta? Kệ đi, lên luôn. Tốn thời gian. Hợp thể vào. Hết. Mình không kịp ấy anh em ạ. Rồi thôi. Đùa. Hóa chắc là clip mình sẽ tạm dừng đấy nha. Với thanh niên này nó on là mình không đi được rồi. Anh em xem nếu thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây và để ấn nút đăng ký kênh giúp mình. Và giúp mình lên 100.000 người đăng ký nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.